Kính chào quý phụ huynh, cô chào các con học sinh yêu quý. Chào mừng các con đã đến với buổi hướng dẫn học môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các con hãy kiểm tra lại một lần nữa xem mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập chưa nhé. Hôm nay các con cần chuẩn bị sách tiếng Việt 2 tập 2, vở ô ly, bút chì, bút mực. Ở tuần 35, tuần học cuối cùng trong năm học, hôm nay cô trò mình sẽ cùng ôn tập cuối học kỳ 2. Qua giờ ôn tập hôm nay sẽ giúp các con đạt được những yêu cầu sau. Các con sẽ đọc đúng các tiếng, đọc rõ ràng câu chuyện, bài thơ, biết ngắt hơi ở chỗ có dấu câu, chỗ ngắt nhịp thơ. Các con sẽ hiểu nội dung bài đọc, nhận biết các sự việc chính trong bài đọc, biết nói ngắn gọn về một câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc theo lựa chọn của cá nhân, tên văn bản, chi tiết, nhân vật hoặc đoạn văn, đoạn thơ yêu thích. Biết nói và đáp lời an ủi, động viên phù hợp với tình huống giao tiếp. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 133-134. Hai trang sách này là nội dung ôn tập mà hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con ôn. Sẵn sàng chứ nào? Mình cùng thực hiện yêu cầu 1 nhé. Con đọc cùng cô yêu cầu 1. 1. Đọc lại các bài đã học. Quan sát tranh con thấy, bạn gái đang mở các phiếu chứa tên các bài đọc đã học đấy. Các phiếu được chứa chung trong một lọ thủy tinh và sẽ chứa tên các bài đã học như sau. Con cùng cô đọc lại tên các bài đã được học. 1. Mai ăn tim. 2. Thư gửi bố ngoài đảo. 3. Bóp nát quả cam. 4. Chiếc rễ đa tròn. 5. Đất nước chúng mình. 6. Trên các miền đất nước. 7. Chuyện quả bầu. 8. Khám phá đáy biển ở Trường Sa. 9. Hồ Gươm. 10. Cánh đồng quê em. Đây là 10 bài đọc cô gợi ý. Tuy nhiên, con có thể chọn thêm các bài đọc còn lại. Khi mở được ngay phiếu có tên bài đọc nào, thì con sẽ tự đọc lại bài đọc đó. Con nhớ đọc to, rõ ràng, phát âm đúng, ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu và đúng ở những câu dài. Đọc cố gắng thể hiện đúng giọng đọc như cô đã hướng dẫn các con. Con đọc cho người thân con nghe nhé. Và bây giờ con thử nghe một bạn đã bốc thăm và đọc bài. À, bạn đã bốc thăm được bài Chuyện quả bầu. Con hãy lắng nghe và nhận xét nhé. Chuyện quả bầu. Ngày xưa có vợ chồng nọ đi rừng, bắt được một con dúi. Dúi xin tha, họ thương tình tha cho nó. Để trả ơn, dúi báo sắp có lũ lụt rất lớn và chỉ cho họ cách tránh. Họ nói với bà con nhưng chẳng ai tin. Nghe lời dúi, họ quét rỗng khúc gỗ to, chuẩn bị thức ăn bỏ vào đó. Vừa chuẩn bị xong mọi thứ thì mưa to, gió lớn, nước ngập mênh mông, muôn loài chìm trong biển nước. Nhờ sống trong khúc gỗ nổi, vợ chồng nhà nọ thoát nạn. Ít lâu sau, người vợ sinh ra một quả bầu. Một hôm, đi làm nương về, họ nghe tiếng cười đùa từ gác bếp để quả bầu. Thấy lạ, họ lấy quả bầu xuống, áp tai nghe thì có tiếng lao sao. Người vợ bèn lấy que dùi quả bầu. Lạ thay, từ trong quả bầu, những con người bé nhỏ bước ra. Người Khơ Mú ra trước, tiếp đến người Thái, người Mường, người Dao, người Mông, người Ê Đê, người Ba Na, người Kinh, lần lượt ra theo. Đó là tổ tiên của các dân tộc anh em trên đất nước ta ngày nay, theo truyện cổ Khơ Mú. Các con thấy bạn đọc như thế nào? Bạn đọc rất tốt phải không? Đọc rất to, rõ ràng, trôi chảy. Bạn biết ngắt hơi hợp lý. Bạn đã đọc đúng giọng đọc như cô hướng dẫn, hay có thể nói bạn đọc rất diễn cảm. Chúng mình khen bạn nhé. Và mình cùng nghe thêm một bạn nữa đọc bài.
À, bạn đã bốc thăm được bài Đất nước chúng mình. Các con hãy cùng lắng nghe và cùng nhận xét. Đất nước chúng mình. Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Thủ đô nước mình là Hà Nội. Lá cờ tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ. Ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Việt Nam có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh. Những con người ấy đã làm rạng danh lịch sử nước nhà. Đất nước mình có ba miền, Bắc, Trung, Nam với khí hậu khác nhau. Miền Bắc và miền Trung một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Miền Nam có hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài. Áo dài thường được mặc trong dịp Tết hay lễ hội. Trung Sơn. Bạn đọc như thế nào các con? Đọc có to rõ, trôi chảy, có ngắt nghỉ hơi hợp lý hay không? À, có nhé. Bạn đọc bài to, rõ ràng, trôi chảy, có ngắt nghỉ hơi hợp lý. Tuy nhiên, bạn đọc hơi nhanh một chút. Còn lưu ý, khi đọc hết một câu, tức là đến chỗ có dấu chấm, thì con nghỉ hơi, hơi lâu một chút xíu. Bạn cũng rất đáng khen nhé. Sau giờ học hôm nay, con hãy tự thực hiện đọc lại các bài và con nhờ bạn bè, người thân nhận xét giúp con. Và mình tiếp tục với yêu cầu số 2, con đọc cùng cô. 2. Trao đổi về các bài đọc. Nêu tên bài đã đọc, chi tiết, nhân vật, đoạn văn, đoạn thơ mình yêu thích nhất. Ở yêu cầu này, cô sẽ hướng dẫn các con. Để trao đổi về các bài đọc, con sẽ trao đổi theo gợi ý sau. Đầu tiên, con hãy nêu tên bài đã đọc, tên bài đọc mà con yêu thích nhất. Sau đó, con hãy nêu chi tiết mà con thích nhất trong bài đọc đó, hoặc nhân vật, đoạn văn, đoạn thơ mà con yêu thích nhất trong bài đọc đó. Các con đã rõ yêu cầu chưa nào? Bây giờ, con hãy lắng nghe các bạn trao đổi xem nhé. Dạ thưa cô, con thích nhất là bài Mai An Tim. Trong bài đọc, con thích nhân vật Mai An Tim nhất vì Mai An Tim rất thông minh, dũng cảm, chăm chỉ và chịu khó. Và con hãy lắng nghe thêm một bạn nữa trao đổi. Dạ thưa cô, con thích nhất là bài Bóp Nát Quả Cam. Trong bài đọc, con thích nhất là đoạn 2 Gặp vua, quốc toản quỳ xuống tâu. Cho giặc mượn đường là mất nước, xin bệ hạ cho đánh. Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội. Vì ở đoạn này, cho thấy quốc toản rất yêu nước và rất dũng cảm. Đó là chia sẻ của bạn. Riêng các con, cô nghĩ con cũng đã có lựa chọn bài đọc con yêu thích và có được chi tiết, nhân vật, đoạn văn hay đoạn thơ con thích nhất trong bài đọc đó. Con hãy mạnh dạn, tự tin trao đổi cùng bạn bè. Con vừa hoàn thành xong 2 tiết ôn tập rồi đấy. Trước khi tiếp tục ôn tập, mình cùng xem tranh một chút nhé. Cô mời các con hãy quan sát tranh. Quan sát tranh, con có đoán được chuyện gì xảy ra trong tranh không? À, quan sát tranh chúng mình thấy các bạn gấu, mèo, hươu, nai có vẻ đang bàn nhau chuyện gì ấy. Và hình như các bạn đang nói về bạn thỏ nâu thì phải. Bạn thỏ nâu đang bị bệnh. Các bạn đang bàn chuyện gì nhỉ? Cô trò mình tiếp tục ôn tập qua yêu cầu số 3. Con hãy đọc cùng cô. 3. Đọc bài thơ dưới đây, trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu. Cùng cô đọc bài thơ Thăm Bạn Ốm. Thăm bạn ốm. Hôm nay đến lớp, thấy vắng thỏ nâu. Các bạn hỏi nhau, thỏ đi đâu thế? Gấu liền nói khẽ, thỏ bị ốm rồi. Này các bạn ơi, đến thăm thỏ nhé. Gấu tôi mua khế, khế ngọt lại thanh. Mèo tôi mua chanh, đánh đường mát ngọt. Hươu mua sữa bột, nai sữa đậu nành. Chúc bạn khỏe nhanh, cùng nhau đến lớp. Theo Trần Thị Hương.
Bây giờ cô trò mình sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi. Đầu tiên câu hỏi A, vì sao thỏ nâu nghỉ học? Dựa vào bài thơ con có câu trả lời chưa nào? À đúng rồi, thỏ nâu nghỉ học vì bạn ấy bị ốm. Con nhắc lại câu trả lời nhé. Thế các bạn bàn nhau chuyện gì? Con tìm câu trả lời cho câu hỏi B xem nào. À, các bạn bàn nhau chuyện đến thăm thỏ nâu. Hay con có thể trả lời các bạn bàn nhau chuyện mua quà đến thăm thỏ nâu. Và tiếp đến các con hãy thực hiện hai yêu cầu sau. Yêu cầu C. Đọc cùng cô nào. C. Đóng vai một trong số các bạn đến thăm thỏ nâu. Nói 2 đến 3 câu thể hiện sự quan tâm, mong muốn của mình và các bạn đối với thỏ nâu. Các con hãy suy nghĩ. Nếu con là bạn gấu, hay bạn mèo, bạn hươu, bạn nai, thì khi đến thăm bạn thỏ nâu bị ốm, con sẽ nói gì để thể hiện sự quan tâm đối với bạn? Con thử nghe bạn mình chia sẻ trước xem nha. Thỏ nâu ơi, bạn cố gắng nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé. Mình và các bạn mong bạn đến lớp sớm. Thỏ nâu ơi, bạn sao rồi? Cố gắng khỏe lại để đến lớp với tụi mình nhé. Các con biết không, khi bạn bị ốm, bạn sẽ rất mệt mỏi. Nên khi con đến thăm bạn, con cần nói lời quan tâm, an ủi, động viên bạn. Và con nhớ nói khẽ, không đùa giỡn để tránh làm bạn mệt nhé. Con lại tiếp tục cùng cô thực hiện yêu cầu D. Tưởng tượng, em là bạn cùng lớp với thỏ nâu. Vì có việc bận, em không đến thăm thỏ nâu được. Hãy viết lời an ủi, động viên thỏ nâu và nhờ các bạn chuyển giúp. Con lại tiếp tục suy nghĩ và viết lời an ủi, động viên thỏ nâu. Sau đó nhờ các bạn chuyển giúp. Cô mời con thử quan sát và đọc lời an ủi, động viên của một bạn đã viết lời an ủi, động viên bạn thỏ nâu như sau. Con đọc cùng cô nhé. Thỏ nâu ơi, mình bận không thể đến thăm bạn được. Mình chúc bạn nhanh khỏe để đến lớp với bọn mình nhé. Các con biết không, trong thực tế cũng vậy. Để thể hiện sự quan tâm của mình đối với bạn bè, người thân khi họ bị ốm, con cần đến thăm, nói lời an ủi, động viên, hoặc có thể viết lời an ủi, động viên và gửi đến bạn nếu con không thể đến thăm bạn được. Kết thúc giờ ôn tập hôm nay, các con hãy luyện đọc lại các bài đã học, nêu chi tiết, nhân vật, đoạn văn, đoạn thơ mình yêu thích nhất. Con đừng quên chuẩn bị tiếp theo ôn tập cuối học kỳ 2 ở trang 135, 136 và 137. Cô chúc các con luôn khỏe, hoàn thành xuất sắc kỳ kiểm tra cuối năm và cô chào tạm biệt các con.